Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 25. Không hay rồi, có người đua xe, không đúng, đó là lao ngựa vào người. Ây yô, nhìn anh chàng cao lớn này, đánh bay người ta rồi. Xem ra đụng cũng không nhẹ đâu, không chết thì cũng mất đi nửa mạng sống. Những người qua đường xung quanh lập tức tụ tập lại và chỉ trỏ thủ phạm Diệp Lâm. Dương Thiến ở một bên cũng há hốc miệng, hình chữ O trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Bình thường đều là anh trai cô lao vào người khác khi đang phi ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên anh cô bị người khác cưỡi ngựa đâm vào. Diệp Lâm nói, mọi người đều thấy rõ tôi đang cưỡi ngựa bình thường, là anh ta đột nhiên lao ra ngăn ngựa, hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta. Tuy nhiên, người xem xung quanh lại không quan tâm đến điều này. Dù sao người cũng là do anh đâm vào, nên anh cũng có trách nhiệm. Tại sao anh ta không ngăn người khác, mà chỉ ngăn anh? Anh cho rằng anh cưỡi ngựa, có tiền thì ghê gớm lắm à? Đến mức có thể tùy tiện đâm vào người khác sao? Đối mặt với cảm giác chính nghĩa áp đảo của đám đông, Diệp Lâm cũng vô cùng bất lực. Nếu có ý tốt mà không dùng đúng chỗ thì là nối giáo cho giặc, sẽ gây phản tác dụng. Cậu nhóc, cậu ổn chứ? Lúc này, người qua đường lần lượt đến chỗ Dương Đông bị đánh bay ra, nằm trên mặt đất, tốt bụng đỡ anh ta dậy. Cậu yên tâm, cậu nhóc, chúng tôi sẽ làm nhân chứng cho cậu, anh ta không chạy được đâu. Ngày mai cậu có thể đi xem nhà, xem xe rồi. Việc này mà không có 2 triệu, thì khó dàn xếp rồi. Dương Đông tức giận đứng dậy, hét vào mặt những người tốt bụng xung quanh, dàn xếp cái con khỉ. Mẹ kiếp, dám đâm vào tao, cũng không xem tao là ai, tao phải giết nó. Xung quanh có người tỉnh mắt nhận ra thân phận của Dương Đông, lập tức sợ hãi lùi lại, đây. Đây không phải là tiểu bá vương của Yến Kinh chúng ta sao? Cái gì, tiểu bá vương? Mọi người xung quanh nghe vậy, bất giác hít một hơi lạnh. Ngay cả những người không quen biết Dương Đông cũng đã từng nghe nói đến tiếng xấu của anh ta, rất nhanh, tất cả đều giải tán. Cùng lúc đó, người qua đường lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Lâm. Nghĩ đến đây, e là dù có cho bao nhiêu tiền cũng không thể dàn xếp được rồi. Dám cưỡi ngựa đụng bay tiểu bá vương Yến Kinh, e là đến chết cũng không biết chết như thế nào. Cậu bé, hay là cậu mau cưỡi ngựa trốn đi đi. Lúc này, một ông lão tốt bụng thấp giọng nhắc nhở. Muốn trốn, Dương Đông tức giận bước tới phía trước, tôi xem các người ai dám thả hắn đi. Thì chịu chết thay hắn đi. Một tiếng chửi giận dữ lập tức khiến ông lão tốt bụng sợ hãi, ôm đầu lui xuống, không dám lo chuyện bao đồng nữa. Thằng chó, tao thấy mày chán sống rồi. Dương Đông trừng mắt nhìn Diệp Lâm, hôm qua mày ức hiếp em gái tao, hôm nay lại cố ý đâm ngựa vào tao. Mày có biết tao là ai không? Tao mặc kệ mày là ai. Diệp Lâm siết chặt dây cương, ngựa hí một tiếng, nhảy lên cao. Đột nhiên, Diệp Lâm giơ roi lên, lại một lần nữa tấn công Dương Đông. A, Dương Đông đột nhiên lại bị dọa cho chết khiếp. Nói chính xác thì anh ta bị khí thế của Diệp Lâm làm cho chấn động, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lần trước có cảm giác như thế này, phải nhớ lại lúc anh ta ở trong doanh trại Lương Châu, đối mặt với chiến thần Lương Châu, bị anh ta giáo huấn và đuổi ra khỏi doanh trại. Cút ra cho tao. Bốp. Diệp Lâm lại quất ngựa, làm cho Dương Đông ngã xuống đất. Dương Đông không phục, vẫn muốn đứng dậy chiến đấu tiếp. Kết quả là Diệp Lâm vung roi ngựa, đánh vào phần thân dưới của anh ta, đánh vào bắp chân của anh ta, khiến anh ta lại ngã xuống đất lần nữa. Thực lực của Diệp Lâm vốn đã áp đảo Dương Đông, cộng với việc anh đang trên yên ngựa, trên cao nhìn xuống, nên không thể chống trả. Còn Dương Đông, người lại ngã xuống đất lần nữa, cũng nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ, trong lòng cũng bị sốc. Vốn muốn đứng dậy một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy roi cưỡi ngựa của Diệp Lâm đang giơ cao, anh ta quyết định tận dụng tình thế nằm đấy. Tôi nhận thua, đánh nữa sẽ không lịch sự. Nhưng chiếc roi của Diệp Lâm vẫn giáng xuống nặng nề khiến Dương Đông đau đớn lăn ra đất mà không quan tâm đến hình ảnh của mình. Thằng khốn, tao đã nhận thua rồi, mày còn đánh tao. Đúng là không có võ đức. Dương Đông vừa sốc vừa tức giận, lớn như thế này rồi còn phải chịu ấm ức lớn như vậy. Trong lòng căm hận, đợi khi có cơ hội, nhất định phải trả gấp hàng chục, hàng trăm lần. Mày cứ đợi đấy cho tao. Mày trộm ngựa, đụng phải người ta, còn dám đánh người. Ngươi phản rồi. Lúc này, Dương Thiến cũng nhảy ra, đứng trước mặt anh trai cô, bảo vệ anh trai mình, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Ăn trộm ngựa. Cách gọi này khiến Diệp Lâm không vui.
Đây là con ngựa A Khổ, tê kê được nhà nước ban tặng, ở đâu mà dám nói ăn trộm ngựa chứ? Hừ, quả nhiên lại là cô. Diệp Lâm trừng mắt nhìn Dương Thiến, xem ra cô cũng ngứa ra rồi. Nghe vậy, Dương Thiến sợ hãi đến mức loạng choạng và ngã xuống cạnh anh trai Dương Đông. Hai anh em đã bị Diệp Lâm áp chế hoàn toàn. Chàng trai, đừng đánh nữa. Ông lão tốt bụng lúc nấy lại quay lại, ngăn cản Diệp Lâm đang muốn tiếp tục dạy dỗ hai anh em kia, cậu có biết bọn họ là ai không? Hừ, tôi mặc kệ bọn chúng là ai. Diệp Lâm hiện nay còn sợ ai chứ? Ông lão tiếp tục tha thiết thuyết phục, hai anh em này họ Dương, ông nội họ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao trong nội các, Dương Sĩ Quân, Dương Đại Nhân. Cậu đánh người của nhà họ Dương, chỉ sợ cậu không còn chỗ đứng ở Yên Kinh. Tôi khuyên cậu nên dừng lại càng sớm càng tốt, mau cưỡi ngựa chạy trốn đi. Thấy người qua đường nhắc đến ông nội mình, Dương Đông lập tức tự tin đe dọa, nhóc con, bây giờ mày biết tao là ai rồi chứ? Biết ông nội tao là ai rồi chứ? Mày lập tức xuống ngựa, dập đầu với tao 1000 lần, sau đó giao con ngựa A Khổ, tê kê của mày cho tao, có thể tao sẽ tha chết cho mày. Nếu không thì... Lời đe dọa còn chưa dứt, Diệp Lâm lại quất anh ta một roi. Á á, đừng đánh nữa, tôi chỉ đùa thôi, làm ơn tha cho tôi. Dương Đông nhận thấy cứng rắn cũng không có tác dụng, người chịu thiệt chỉ là bản thân mình, đành phải nhẹ nhàng cầu xin rồi rời khỏi đây trước. Lập tức, Diệp Lâm quát. Ông nội các người là bộ trưởng, là quan chức một nhiệm kỳ, có ích cho đất nước, tài năng xuất sắc, được nhà nước đánh giá cao, nhưng sao lại có thể sinh ra đám con cháu như các người chứ? Hôm nay, nể mặt Dương Đại Nhân, tôi sẽ tha cho các người, nếu có lần sau, chắc chắn sẽ không tha nhẹ nhàng như thế đâu. Nói xong, Diệp Lâm cũng không tính toán nữa, cưỡi ngựa rời đi. Mẹ nó, ngông cuồng cái gì chứ? Dương Đông chửi bới, đứng dậy. Còn không phải nghe đến tên ông nội tao liền bị dọa chạy mất sao? Anh không sao chứ? Dương Thiến ở bên cạnh vô cùng chán nản. Vốn dĩ nghĩ dựa vào anh trai thì có thể thay mình báo thù, kết quả là không bao giờ ngờ rằng anh trai mình cũng bị đánh. Bọn trộm ngựa ngày nay lợi hại đến vậy sao? Yo, đây không phải là Dương Thiếu gia sao? Sao lại tàn tạ như vậy? Phía trước, hai thanh niên cao lớn đang đi đến. Khi Dương Đông nhìn thấy hai người này, mắt anh ta ấy đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, trời giúp mình rồi. Các người đến thật đúng lúc. Cứ như vậy. Dương Đông kể lại những gì anh ta vừa trải qua. Hai, đáng tiếc là tôi học không tốt, liên tục bị thằng nhóc kia đánh ngã. Nếu biết trước, tôi ở trong doanh trại đã đi theo chiến thần Lương Châu, học cho tử tế chút kỹ năng rồi mới quay lại. Dương Đông hối hận vô cùng. Trình độ của anh ta chí đủ để bắt nạt người bình thường. Nhưng khi gặp được kẻ mạnh thật sự thì hoàn toàn không đủ. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thân phận nổi bật, dựa vào uy danh của ông nội, ngay cả những kẻ mạnh cũng phải nhường anh ta. Cho đến hôm nay, gặp phải kẻ cứng không được, mềm cũng không xong như Diệp Lâm, bị đánh cho một trận. Ha ha, Dương Thiếu gia, đừng hoảng. Những chuyện khác, anh em chúng tôi không dám nói có thể giúp được, nhưng việc đánh người ý mà, ha ha. Chỉ ra chúng tôi là chuyên gia. Dù sao trong huyền môn ngũ thuật, sở trường của Trì gia là chiến đấu. Hai người này chính là anh em nhà họ Trì vừa trở về từ Phụng Thiên, đi ngang qua Yến Kinh, Trì Tương Thiên và Trì Tương Địa. Kể từ khi người thứ hai trong anh em họ đắc tội với Diệp Lâm ở nhà họ Ngộ, kết quả là khiến cả gia đình bị liên lụy, họ vẫn lang thang khắp nơi, không dám về nhà, không biết ăn nói như nào. Tình cờ đến Yến Kinh phồn hoa, định ở lại lâu dài, kết quả là gặp tiểu bá vương Yến Kinh, Dương Đông. Dương Đông tuy vô học vô thuật, nhưng ở bên ngoài đã quen biết không ít kỳ nhân dị sĩ, lợi dụng họ. Anh em nhà họ Chỉ đã quen biết Dương Đông từ lâu, thậm chí còn giúp anh ta giải quyết rất nhiều rắc rối. Lại phải phiền hai người rồi. Dương Đông chắp tay cảm ơn. Chúng ta mau đuổi theo đi. Lúc này, Dương Hiến ở một bên nhắc nhở, tiểu tử kia biết được thân phận của chúng ta, nhất định là sợ đến mức bỏ chạy rồi, nói không chừng bây giờ đã rời khỏi thành rồi. Dương Thiến cũng biết hai anh em nhà họ Trì, biết bọn họ là cổ võ, trong lòng thầm vui mừng, không ngờ lại gặp được cứu mạng nhanh như vậy, lần này nhất định sẽ thay mình báo thù. Tên khốn ăn trộm ngựa đó, cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, lẽ nào còn vượt qua cả cổ võ giả? Đúng, mau đuổi theo. Dương Đông lập tức lái xe tới, dẫn theo em gái và hai anh em nhà họ Trì, đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Lâm đã cưỡi ngựa tới sở Trấn Yêu. Đại nhân! Cảnh vệ lần lượt bước tới, nắm lấy dây ngựa.
Diệp Lâm đang đi vào, đột nhiên nghĩ tới, tại sao ngoài cửa lại thiếu một người? Nghiêm Bất Khí mà tôi bố trí canh cửa ở đây đâu? Diệp Lâm tò mò hỏi, không chịu được nên từ chức rồi à? Không phải lập tức có người trả lời, Trạng Nguyên Nghiêm nói không khỏe, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Xin nghỉ phép, Diệp Lâm cười nhạt, được rồi, vậy thì cứ để anh ta dưỡng bệnh cho tốt, nhưng nói với anh ta, nghỉ phép một ngày, trừ lương một tháng. Chắc chắn phải để anh ta dưỡng khỏi bệnh rồi quay lại. Sau đó, Diệp Lâm đi đến sảnh chính, nhìn thấy đám người Tư Đồ Nhật Thăng đều đang làm việc. Sao ở đây cũng thiếu một người? Diệp Lâm liếc nhìn mọi người, Kim Lũ Y đâu? Từ trước rồi à? Tư Đồ Nhật Thăng nói, Kim Đại Nhân sáng sớm đã ra ngoài đi tuần rồi. Đi tuần, Diệp Lâm bất đắc dĩ cười nói, đây không phải là đội cận vệ Yến Kinh, đi tuần cái gì mà đi tuần? Giữa ban ngày ban mặt cũng không gặp được yêu ma quỷ quái gì đâu. Không có lệnh của tôi, tất cả mọi người đều không được rời khỏi vị trí. Bảo cô ta ngày mai chờ ở đây, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Rõ, Tư Đồ Nhật Thăng nói, tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay, bảo cô ấy quay lại. Thì ra, Diệp Lâm muốn nghe ngóng một chút việc hôm qua cô ta gặp Địa Tạng Vương. Bởi vì bản năng của Diệp Lâm cảm thấy Kim Lũ Y đã che giấu điều gì đó và không nói cho anh toàn bộ sự thật. Dù sao, một sát thủ ở cấp độ địa tạng làm sao có thể chủ động đi tìm cô ta. Ngay sau đó, Diệp Lâm một mình bước vào hậu điện. Đến trước bức tường cuối cùng. Đèn Trường Minh và khiên hải trãi đều treo trên tường. Lần này, Diệp Lâm lấy tấm khiên hải trãi xuống, cảm nhận cẩn thận. Chiếc khiên không có bất cứ phản ứng gì. Quả nhiên. Muốn có được sự công nhận của khiên hải trãi không phải là chuyện dễ dàng. Khi Diệp Lâm ở trong tù, cũng phải tốn rất nhiều tinh lực mới có thể dung hợp kỳ lân hồn. Những thủy thú thượng cổ này, rất kén chọn, người bình thường căn bản rất khó lọt vào mắt chúng. Mà trên mặt lý thuyết mà nói, sau khi được một thủy thú công nhận, sẽ rất khó để tiếp xúc với những thủy thú khá. Chẳng qua Diệp Lâm cho rằng, mình là ngoại lệ. Hơn nữa, trong số những người đứng đầu cục trấn yêu ở các triều đại trước, cũng có không ít người có thể sở hữu kỳ lân hồn, và điều khiển khiên hải trãi. Diệp Lâm bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không thể truyền năng lượng của chính mình vào khiên hải trãi. Đương nhiên cũng không thể điều khiển được thần binh này. Xem ra, chỉ còn cách dùng máu để nhận chủ rồi. Sở trưởng tiền nhiệm đã dạy cho Diệp Lâm một phương pháp đặc biệt, đó là nhỏ máu để nhận chủ, nhỏ máu lên khiên hải trãi. Nếu máu có thể thâm nhập vào tấm khiên thì có nghĩa là được. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp và không thể duy trì lâu dài. Ví dụ, khi yêu tà xâm chiếm, khiên hải trãi sẽ cảm nhận được và tạm thời nhận chủ, hợp tác tiêu diệt yêu ma, nhưng sau sự việc sẽ hồi phục lại như thường. Lập tức, Diệp Lâm dùng góc nhọn nhô lên của tấm khiên đâm vào ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống. Tuy nhiên, máu đọng lại trên tấm khiên như giọt nước, rất lâu không thể hòa nhập vào. Hai, Diệp Lâm không khỏi thở dài, ngay cả biện pháp tạm thời này cũng thất bại. Đúng lúc này, hai con mắt trên tấm khiên hải trãi đột nhiên chuyển từ màu xám đen sang màu đỏ như máu, như được thắp sáng. Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào nhận chủ thành công rồi? Chiếc khiên cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Cộp cộp cộp. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cảm giác được phía sau anh có người đi vào. Anh tìm tôi à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Diệp Lâm đặt tấm khiên xuống và quay lại, quả nhiên nhìn thấy Kim Lũ Y đang từng bước đi về phía mình. Kim Lũ Y bị gọi đến, có chút không vui. Cô chủ động tuần tra bên ngoài chính là để tránh xa Diệp Lâm. Kết quả vẫn bị cưỡng ép gọi quay lại. Lũ Y nghĩ, lẽ nào tên khốn này còn muốn mình bắt mình quay lại để cho ngựa ăn sao? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Đợi Kim Lũ Y đến gần trước mặt, Diệp Lâm nói. Nói, Kim Lũ Y trả lời. Diệp Lâm cảm thấy mình bị cấp dưới phản bội, rốt cục trong hai người ai mới là cấp trên. Diệp Lâm nhắc nhở, đây là giọng điệu cô nói chuyện với cấp trên à. Chú ý thái độ của cô, tôi mới là sở trưởng. Đồ giả mạo. Trong lòng Kim Lũ Y lắm bẩm một câu, sau đó lại có gì không thỏa đáng. Cô nên nói, đại nhân xin mời hỏi Diệp Lâm sửa lại, chứ không phải dùng giọng điệu ra lệnh vừa rồi. Nghe vậy. Kim Lũ Y bị chọc tức đến bật cười. Trong mắt cô, đối phương chẳng qua chỉ là nhất thời đối vận mà thôi, lại dám lên mặt với cô. Phải biết, cách đây vài tháng, đối phương vẫn chỉ là một tội phạm cải tạo lao động vừa mới ra tù. Ở đâu ra những lễ tiết rườm rà này thế?
Tiếp đó, Kim Lũ Y mất kiên nhẫn nói, rốt cục anh có hỏi hay không? Không hỏi thì tôi đi đây. Nhìn thấy thái độ của đối phương, Diệp Lâm cảm thấy hỏi cũng vô ích, sẽ không ngoan ngoãn hợp tác. Bỏ đi, tôi sẽ tự làm. Vừa nói, Diệp Lâm vừa đưa ngón tay ra, ấn nhẹ vào giữa lông mày Kim Lũ Y. Anh đang làm gì vậy? Kim Lũ Y nhìn thấy cảnh này không khỏi run rẩy, như bị điện giật, anh làm gì tôi vậy? Kim Lũ Y vừa sợ hãi vừa tức giận, liên tục lùi lại. Mà ngay khoảnh khắc này, trong đầu Diệp Lâm giống như cưỡi ngựa xem hoa, đọc hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua trong đầu Kim Lũ Y. Bao gồm cả hình dáng Địa Tạng Vương cải trang thành Ân Hồng Trang, tiếp cận Kim Lũ Y, và thay cha nuôi của cô ta gửi đến một miếng ngọc bích. Thì ra là vậy. Diệp Lâm đột nhiên nhận ra. Địa Tạng Vương đến không phải vì Kim Lũ Y, mà là vì chiến thần U Châu Lý Úc Bạch. Nhớ lúc trước, khi ở Ung Châu, lần đầu tiên gặp được Địa Tạng Vương. Khi đó cũng chỉ có Diệp Lâm và Lý Úc Bạch là không bị lãnh vực sát thần ảnh hưởng. Hơn nữa, Lý Úc Bạch còn thẳng thừng tuyên bố rằng muốn giết Địa Tạng Vương, trả thù cho chiến thần Kinh Châu. Diệp Lâm nghĩ, xem ra miếng ngọc bích Địa Tạng Vương gửi đến chính là chìa khóa hóa giải lãnh vực sát thần. Nhưng thứ vốn dĩ của Lý Úc Bạch lại xuất hiện trong tay Địa Tạng Vương, và được trao cho Kim Lũ Y. Trong lòng Diệp Lâm cảm thấy u ám, dường như chiến thần U Châu đang gặp nguy hiểm. Không sao đâu, Diệp Lâm nói với Kim Lũ, tôi đã biết rồi. Vừa nói, Diệp Lâm vừa xoay người rời đi. Anh biết gì, Kim Lũ Y xoa xoa giữa lông mày, thật khó hiểu. Sau này nếu anh dám chạm vào tôi, cẩn thận tôi chặt hết ngón tay của anh đấy. Sở Trấn Yêu mới thành lập được 2 ngày, hơn nữa lũ quái vật còn chưa thực sự hồi phục nên ở đây rất nhàn nhã, cả ngày không có việc gì làm. Thấy không có chuyện gì xảy ra, Diệp Lâm dự định qua buổi trưa sẽ quay lại công ty của mình một chuyến. Thuốc mới sắp hợp tác với các bệnh viện lớn, ở đó rất bận rộn. Tư Đồ Nhật Thăng, ở đây giao cho ông, tôi còn có một số việc phải làm, nên đi trước đây. Diệp Lâm đơn giản sắp xếp một chút. Diệp đại nhân xin cứ tự nhiên, Tư Đồ Nhật Thăng lập tức trả lời. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Nói xong, Diệp Lâm lên ngựa, phóng đi. Nhìn bóng Diệp Lâm xa dần, Kim Lũ Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, làm việc với người mình ghét khiến cô vô cùng bức bối. Hừ, anh ta gọi tôi đến, xong lại bỏ đi. Kim Lũ Y lên mồm phàn nàn một câu. Kim đại nhân, tôi khuyên cô không nên chống đi. Diệp đại nhân nữ hầu quán quân tốt bụng nhắc nhở, cô xem đồng nghiệp Nghiêm Bất Khí của chúng ta kìa, bị sắp xếp đi canh cổng rồi, anh ta xấu hổ đến mức xin nghỉ ốm, trốn ở nhà không ra ngoài. Kết quả là Diệp đại nhân lại chỉ đạo, xin nghỉ một ngày thì trừ 1 tháng lương của anh ta. Kim đại nhân, cô cũng không muốn phải đi cho ngựa ăn thật đúng không? Cùng lúc đó, Diệp Lâm phi nước đại về phía công ty, lần lượt vượt qua từng chiếc xe. Ngựa A Khô, Tê Kê chạy trên đường có thể nói là tốt nhất thế giới. Đột nhiên, một chiếc ô tô sang trọng lao về phía anh, lao tới rất nhanh, như muốn ép ngựa của Diệp Lâm dừng lại. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được tên nhóc thối tha này. Dương Đông lái xe đi ngược lại, tôi còn tưởng rằng hắn đã trốn khỏi thành rồi. Lần này để xem mày chạy đi đâu. Đột nhiên, một ngựa lao về phía nhau, không ai có ý định giảm tốc độ hay nhường đường. Chết tiệt, Dương Đông đột nhiên có dự cảm không tốt, thầm nghĩ tên nhóc này không phải vẫn dám đâm vào đấy chứ. Nghĩ tới vừa rồi bị ngựa của Diệp Lâm đánh bay đi, bây giờ toàn thân vẫn đau nhức. Ngay khi Dương Đông đang ngây ra. Anh, sắp đâm vào rồi. Dương Thiến ở một bên lớn tiếng cảnh báo và cố gắng nắm lấy tay lái để tránh. Tương đương binh. Trong chớp mắt, con ngựa chiến hí lên và đâm trực diện vào, kính bao quanh xe vỡ tan ngay lập tức. Ngay sau đó, chiếc xe sang của Dương Đông bị hất tung như một quả bóng đá. Nó lộn 720 độ trong không trung và cuối cùng đáp mạnh xuống mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.